Hoàng Đức Hiếu có đặt câu hỏi là: thầy cho em hỏi, giờ em muốn bắt đầu kinh doanh, mình bắt đầu từ đâu ạ? Vâng, thưa anh Hoàng Đức Hiếu, là nguyên tắc là trong cái việc mà học thì đầu tiên là học, đúng không? Học tập hành thiện xuất chuyển, nó qua 7 bước: học tập sửa hành thiện xuất chuyển. Vậy thì bây giờ là anh bắt đầu làm kinh doanh, thì kính thưa anh Hiếu là việc số 1 là anh nên học một lớp kinh doanh. Nếu anh làm sale thì anh nên học một cái lớp sale, mà anh làm về marketing thì anh nên học một lớp marketing. Nếu anh học rồi thì anh đã qua được bước học. Nếu qua bước học rồi thì anh sang chuyển sang cái bước gì ạ? Tập làm. Vậy thì nguyên tắc để mà tập làm thì có nghĩa là anh không có lương. Vậy thì bước thứ hai, anh phải xin vào một công ty nào đấy anh thực tập. Đấy, đúng như kiểu mà chúng ta vẫn đi học thông thường đấy. Mà vào thực tập, học lý thuyết xong bây giờ xin vào thực tập. Vì vậy vào thực tập thì người ta cho bao nhiêu tiền thì là hạnh phúc bấy nhiêu, chứ đừng mà cả. Xong bước thứ ba là bắt đầu là anh gì ạ? Sửa. Trong quá trình mình tập làm như vậy thì sai thì mình chịu khó lắng nghe cái người mà người ta có nghề, người ta nói cho mình nghe thì mình chịu khó ngoan ngoãn mà sửa. Chứ đừng mà họ nói câu lại cãi giả một câu, hoặc là người ta chửi mình thì mình lại ghét họ, thì cuối cùng là nghiệp nó lại nằm ở mình chứ không phải nằm ở họ. Rồi xong cuối cùng là gì ạ? Sau khi sửa được rồi thì bắt đầu với giai đoạn đến hành. Hành ở đây là giai đoạn bạn làm được, thì bạn mới tập trung vào muốn mà làm được và nó tạo ra cái thành tựu lớn. Thì trong quá trình làm được bạn tập trung vào thiện. Thiện có nghĩa là gì? Bạn phải mang lại giá trị cho những người xung quanh của bạn khi bạn thực hiện cái công việc như vậy. Và khi mà thiện như vậy thì nó sẽ đến giai đoạn bạn sẽ xuất ra thành tựu. Khi nào bạn làm thuê thì nó xuất ra cái thành tựu, tức là bạn sẽ kinh doanh nó có hiệu quả ở cái vị trí mà bạn làm. Xong sau đó bạn tính đến bài mà bạn địa chuyển, thì ở đây bạn chuyển lên vị trí cao hơn, tức là ở vị trí trưởng phòng, vị trí giám đốc. Hoặc là đến một vị trí giám đốc rồi thì bạn có thể chuyển sang một vị trí bạn xin phép ông chủ là cho được phép mở kinh doanh độc lập. Nhưng đừng có là đối thủ của nhau và cố gắng cộng hưởng với nhau tạo thành hệ sinh thái. Thì đó là cái cách để bắt đầu cho người làm kinh doanh. Vậy tôi nhắc lại, để bắt đầu làm kinh doanh thì các bước là học, tập, sửa, hành, thiện, xuất, chuyển. Như vậy 7 bước. Thì bạn đến bước nào rồi thì bạn sẽ bước vào cái bước đấy thôi. Ví dụ bạn đã học xong rồi thì giờ là bạn xin đi thực tập. Bạn đã tập làm được rồi thì bạn đã sửa được rồi và bạn có khả năng làm để kiếm được tiền rồi. Thì bây giờ bạn bắt đầu đi làm, và đi làm thì tập trung vào giá trị cho khách hàng, giá trị cho những người làm việc trong cái hệ sinh thái xung quanh của bạn. Thì tự khắc nó sẽ gì ạ? Nó sẽ xuất ra thành tựu. Và khi ra thành tựu thì đương nhiên bạn sẽ chuyển lên ở vị trí cao hơn, hoặc bạn hoàn toàn có thể chủ động mở doanh nghiệp. Để tránh tình trạng là bạn bắt đầu làm kinh doanh mà bạn chưa biết là mình đang ở bước nào để tiếp cận với doanh nghiệp, ở cái bước nào để mình định vị bản thân mình. Rồi cảm ơn Hiếu và chúc Hiếu bước vào con đường kinh doanh nhiều thuận lợi. Nhưng tôi nhắc lại, con đường kinh doanh rất nhiều sóng gió và phải coi sóng gió là thuận lợi thì bạn mới làm được kinh doanh. Còn làm kinh doanh mà mỗi một lần sóng gió thì bạn coi đấy là một cái vận hạn mà nó quá nặng, tức là dẫm vào gai mùng tơi mà tưởng mình dẫm vào đinh thuyền, thì là có nghĩa là rất khó làm kinh doanh. Cho nên làm kinh doanh phải lạc quan, nhưng mà trong cái lạc quan đấy thì lại có một cái sự thận trọng trong quá trình mà vận hành từng việc nhỏ một thật là tốt và mang lại giá trị cho khách hàng. Còn ở đây là lạc quan, là lạc quan về cái chuyện mà đối mặt với những sóng gió, nhưng mà cẩn trọng là cẩn trọng trong từng động tác để mang lại giá trị cho khách hàng. Như vậy là nghe thì nó có vẻ mâu thuẫn, nhưng mà nó là hai mặt để tạo lên một cái chỉnh thể của một vấn đề. Như vậy cẩn trọng là cẩn trọng với từng hành vi, từng cái thái độ, từng cái công việc đối với việc mà mang lại giá trị cho những người xung quanh và khách hàng. Nhưng lạc quan là khi gặp sóng gió thì mình sẽ lạc quan để mình hiểu nghề kinh doanh phải đối mặt với những việc như vậy. Thì có như vậy thì bạn làm kinh doanh bạn mới sống trong một cuộc sống an lạc được. Nếu không thì kinh doanh nó sẽ trở thành gánh nặng của cuộc đời bạn. Rồi chúc Hiếu bước vào nghề thành công và nghề kinh doanh thành công. Rồi cảm ơn Hiếu. Phan Quốc Thịnh có đặt câu hỏi: bố cho con hỏi đích đến cuối cùng của con người là gì ạ? Vâng, cảm ơn anh Thịnh. Báo cáo anh Thịnh là cái câu này tôi trả lời cũng rất lâu rồi, nhưng mà thôi,
Tôi vẫn trả lời lại: theo quan điểm của Đức Phật thì chúng ta đã là một chúng sinh thì chúng ta có một cái hành trình đi lên trong vô lượng kiếp, đó là đi từ địa ngục lên ngạ quỷ, lên súc sinh, lên người, lên Atula và lên trời, gọi là người trời đấy, tức là đạt đến cái ngưỡng cao hơn. Tức là tạm thời Đức Phật chia như vậy, chứ còn mình thì mình cũng chưa có trải qua hai cái giai đoạn cuối, cho nên mình không có biết. Nhưng mà đại loại là chúng ta là một lộ trình đi lên, và mỗi một kiếp người thì chúng ta bò lên được một đoạn. Tất nhiên cũng có những kiếp bị trượt dốc và tụt xuống. Vậy KPI để mà bò lên là gì? Thì thưa với bạn, KPI để bò lên chính là việc là do cái nghiệp lực mà chúng ta tạo ra trong một đời sống này. Thế thì lại đặt câu hỏi, nghiệp lực là gì? Nghiệp lực chính là cái việc mình tạo ra giá trị cho những người xung quanh, và mình đã hại những người xung quanh, lấy cái giá trị tạo ra trừ đi cái hại thì bắt đầu nó còn phần còn lại là nghiệp lực. Ví dụ như con người mình mà làm được nhiều việc tốt nhưng lại giết một vài con để ăn thịt, thì như vậy giết một vài con nó gọi là nghiệp ác, và làm nhiều cái việc tốt cho mọi người thì gọi là nghiệp thiện. Như vậy là còn bảo con người chúng ta là không làm cái việc gì ác, tức là không ăn thực vật, không ăn động vật nữa, không ăn cái gì cả để không gây ra một tí nghiệp ác nào thì chúng ta chết, thì lấy đâu mà còn dương được nữa. Cũng giống như trong công ty ấy, thì doanh thu là nghiệp thiện, chi phí là nghiệp ác, lấy doanh thu trừ chi phí còn lợi nhuận thì cái đấy là nghiệp lực. Vì vậy là bảo mà trong một doanh nghiệp mà bảo là làm thế nào tôi kinh doanh mà tôi không phải bỏ bất cứ một đồng chi phí nào mà công ty nó vẫn đi lên được, thì câu chuyện đấy là không thể. Và chính vì vậy Đức Phật cũng bị nhầm trong 6 năm tu khổ hạnh, là Ngài không ăn gì, Ngài chỉ uống nước thôi. Và đến lúc Ngài phát hiện ra là nếu chỉ như thế này thì cuối cùng cái thân xác này cũng không giữ nổi, đấy gì mà tu. Vậy thì đấy chính là nghiệp lực. Và cụ thể nhất, nghiệp lực là cái gì? Nghiệp lực là những cái dấu ấn về mặt gì ạ? Tham sân si mạng nghi, là cái tâm mình ấy, cái hàm lượng đấy nó còn nằm trong đầu mình còn bao nhiêu. Thì như vậy sống trong một đời chính là việc phải tổng kết ngắn gọn lại đích đến của một đời người, là chúng ta vào hồng trần này, mượn cái cõi hồng trần này, vật chất ở cõi hồng trần này để tu luyện, để tìm cách bỏ bớt tham sân si mạn nghi ở trong tâm đi. Và ai bỏ được nhiều tham sân si mạn nghi đi thì người đó đã đạt được KPI để tiến lên ở tầng bậc cao hơn rồi đấy. Vì vậy là trong cuộc đời này, sống ở cuộc đời này không phải đến đây là để chúng ta hưởng thụ, đến đây là để ăn chơi, đến đây là để tích lũy tiền bạc, vàng bạc, châu báu, vật chất để oai với đời, mà đến đây để xả cái tâm tham sân si mạn nghi đi. Nhưng trước khi xả cái tâm tham sân si mạn nghi đi thì bắt buộc chúng ta vẫn phải làm cái bước đầu tiên là phải mua sắm phương tiện, cụ thể là phải học nghề và đi làm để kiếm ăn, để đủ nuôi cái bản thân này, để lấy cái thân này làm phương tiện để tu tập. Bước hai, vẫn phải tích lũy tài sản để dùng tài sản đó để làm phương tiện để thực thi những cái thứ mà mình gì ạ, mình có cái hoạch định để mình làm, tức là mình phải tập chơi thì mình mới bỏ được, tập chơi tập làm thì mới bỏ được tham sân si mạn nghi đi. Tôi lấy ví dụ, bản chất là mở doanh nghiệp thì kiếm tiền nó là phương tiện, nhưng trên cơ sở cái phương tiện đó nó lại giúp cho mình được luyện cái tâm là đối với nghịch cảnh, thì để mình xả được cái tâm tham sân si mạn nghi đi. Như vậy tóm lại, tổng kết cuối cùng lại cho Phan Quốc Thịnh thấy là đích đến cuối cùng của đời người này là chúng ta đến hồng trần, mượn cái vật chất hồng trần, mượn cái nghịch cảnh mà chúng ta gặp phải trong đời sống này và đối cảnh với nó để tu cái tâm mình, xả được tâm tham sân si mạn nghi đi. Thì đấy là trong ngắn hạn mục đích của một đời người. Và nếu nhiều đời người mà làm được như vậy thì chúng ta leo dần, và cuối cùng Đức Phật là leo đến tận Phật, thì có nghĩa là mình được giải thoát, không bị rơi vào cái vòng sinh tử luân hồi nữa. Thì đấy, báo cáo với anh Thịnh là như vậy. Cho nên
nói gì thì nói, tu gì thì tu. Việc số 1 vẫn phải làm được một công việc cho nó lành nghề để nuôi được cái thân xác mình và nuôi được những thứ mà mình sinh ra, tức là nuôi được con cái mình. Và nếu mình đẻ ra doanh nghiệp thì mình vẫn phải làm và phải có trình độ để làm, để nuôi được những người anh em đến làm việc với ta và đảm bảo được cái sự đàng hoàng, thật thà và thỏa mãn với khách hàng. Thì như vậy chúng ta mượn cái vật chất ở cõi hồng trần này để luyện công, để giúp cho công lực của chúng ta tăng lên. Tức là công lực tăng lên là giảm tham sân si mạn nghi, và như vậy nghiệp lực của chúng ta được tăng lên. Rồi, cảm ơn Phan Quốc Thịnh và chúc anh có một cuộc đời ý nghĩa và tích được nhiều nghiệp lực. Cảm ơn anh. Rồi, rồi Huỳnh Hùng thì đặt câu hỏi như thế này: thầy ơi, cho em hỏi em có tính thường lo lắng cho anh em trong công việc, như vậy có tốt không ạ? Em cảm ơn thầy nhiều. Rồi thưa anh Hùng, là trong cuộc sống này thì Đức Phật đưa ra bốn cái tầng bậc. Tầng bậc thứ nhất là tầng bậc của tâm, tức là thường suy nghĩ và muốn làm việc tốt cho anh em. Thì như vậy là rất tốt. Việc thứ hai, muốn suy nghĩ và làm được những cái việc tốt cho anh em, thì việc thứ hai là phải biết hành động để tạo ra cái tốt cho anh em. Thì trong đạo Phật thì gọi chữ đấy là chữ đức. Và cái việc mà biết làm những việc tốt cho anh em thì nó tốt hơn rất là nhiều lần so với cái việc mà biết nghĩ tốt về anh em hoặc nghĩ tốt cho anh em. Như vậy biết làm việc tốt cho anh em thì nó còn hơn rất nhiều lần với cái việc mà biết suy nghĩ và lo lắng tốt cho anh em. Cho nên chữ đức, chữ đức, đức năng với thắng được số, hành động nó quan trọng hơn là suy nghĩ. Đấy, nếu có đức độ rồi và giúp được anh em rồi thì trong lúc giúp người ta thì mình phải giữ được chữ hạnh, tức là vui. Hạnh tức là vui trong hoàn cảnh sống. Hạnh ở đây là bao gồm họ cũng phải vui, mình cũng phải vui. Nếu mình giúp họ mà mình không vui thì cũng không có giá trị, mà mình giúp họ mà làm họ không vui thì cũng không có giá trị. Cho nên trong đạo Phật, nếu mà giải quyết được ba cái chữ cực kỳ quan trọng là suy nghĩ tốt, hành động tốt và làm cho cả hai bên cùng vui, thì lúc đấy nó sinh ra phước báu, thì như vậy nó mới có giá trị. Vậy ở đây là bạn đã suy nghĩ quá nhiều, tức là bạn lo lắng nhiều cho anh em thì là tốt. Nhưng nếu chỉ lo lắng mà không có một hành động gì làm tốt cho anh em, hoặc hành động tốt cho anh em nhưng mà lại làm cho anh em căng thẳng vì họ không cố được như mình, hoặc hành động tốt cho anh em mà lại làm cho mình căng thẳng mà mình cáu gắt, thì rõ ràng mất phước. Cho nên tôi nhắc lại bốn yếu tố: tâm là suy nghĩ tốt, đức là hành động tốt, hạnh là vui vẻ cho cả hai bên, và từ đấy nó phải sinh ra phước báu cho cả mình và cho cả họ, chính người mình giúp đỡ họ. Cho nên rất nhiều người mà giúp đỡ người khác mà làm cho họ không vui mà cố giúp thì tự nhiên mang nghiệp vào thân, và ngược lại mình giúp họ mà bản thân mình cũng không có vui thì mình bị ức chế tâm, thì mình cũng mang nghiệp vào tâm. Cho nên là bạn phải đảm bảo được đủ bốn yếu tố này thì bạn với ba yếu tố trước thì bạn mới tạo ra yếu tố cuối cùng là tích được phước báu. Vậy tôi nhắc lại, nếu bạn chỉ thường lo lắng trong suy nghĩ thôi mà không có hành động thì chúc mừng bạn, bạn cả cuộc đời này lo lắng mà không lúc nào được an lạc cả. Vậy thay vì ngồi suy nghĩ nhiều thì hãy tìm cách hành động đi. Và khi hành động thì phải quan sát xem là mình giúp họ vậy, mình có vui không? Mình giúp họ vậy, họ có vui không? Thì tiếp tục giúp tiếp. Tôi đảm bảo đấy là mối quan hệ tuyệt vời. Và chúc cho Huỳnh Hùng là bớt suy nghĩ đi và tập trung vào hành động. Thưa với bạn rằng là Đức Phật với dạy là không truy tìm quá khứ,
Những cái gì quá khứ là bạn không thay đổi được nó, và cũng không truy tìm tương lai, không vọng tưởng tương lai. Thì bạn lo lắng cho họ, thì bạn lo lắng tương lai cho họ, thì bạn cũng chả giải quyết được việc gì cho họ đâu. Và chỉ gì ạ? An trú trong hiện tại. Vậy thì hiện tại bây giờ bạn hành động được cái gì giúp họ thì hãy hành động đi, để tránh tình trạng phải ngồi suy nghĩ về quá khứ, vọng tưởng về tương lai, mà hãy hành động ngay trong hiện tại. Làm được cái gì tốt cho họ, làm đi nhá. Rồi, cảm ơn Huỳnh Hùng. Hành động quan trọng hơn suy nghĩ. Mai Huỳnh có đặt câu hỏi: thầy cho em hỏi, hiện tại em đang làm ở thẩm mỹ nhưng mà doanh thu ở Hà Nội luôn thua so với Sài Gòn, mặc dù chất lượng dịch vụ, chi phí như nhau ạ. Có cách nào cải thiện không thầy ạ? Rồi, thưa Mai Huỳnh, nếu như bạn đi câu cá mà mồi như nhau, cần câu như nhau, kỹ thuật câu như nhau, nếu bạn đến ao cá mà có ít cá hơn thì đương nhiên cuối ngày về bạn sẽ câu được ít cá. Nhưng nếu bạn đến ao cá nào nó lớn và mật độ cá nhiều hơn thì cuối ngày về thì là cái giỏ cá của bạn nó đầy cá. Vậy thì ở đây là bạn phải quan tâm đến câu chuyện là bạn đang làm thẩm mỹ thì cái đối tượng mà bạn làm thẩm mỹ là đối tượng nào, là cao cấp, tức là trung lưu, thượng lưu hay là bình dân. Vậy khi bạn làm rõ phân khúc ấy ra rồi thì bạn nhìn thấy, và tôi gọi mỗi một khách hàng ở phân khúc đấy tôi gọi được gọi là cá, và cái thị trường đấy thì tôi gọi là ao. Và nếu mà cùng một loại mồi, tức là cùng cái thẩm mỹ viện của bạn, cùng trình độ câu, tức là cùng người làm marketing và truyền thông, nhưng ở cái ao khác nhau thì sẽ tạo ra doanh thu khác nhau, tức là giỏ cá khác nhau. Vậy thì bạn phải phân tích dựa trên cái gì ạ? Tổng cầu. Thì đấy là cái việc mà đương nhiên nó phải xảy ra. Còn chưa kể là trong cái số lượng cá bằng nhau nhưng mà tỷ lệ người câu ở chỗ nào nhiều hơn thì được ít cá hơn, nhiều người câu hơn thì mình sẽ được ít cá hơn, tức là đối thủ cạnh tranh đông hơn. Vậy thì bạn phải phân tích dựa trên cái yếu tố đó, và từ cái yếu tố đó thì bắt đầu bạn phải tư duy là bạn cần phải đưa ra cái chất lượng của sản phẩm dịch vụ tốt hơn, và xây cái trải nghiệm cho khách hàng tốt hơn đối thủ, thì bây giờ cá về giỏ của bạn sẽ nhiều hơn. Tức là bạn phải tăng lượng mồi lên, hoặc là mồi phải làm lại thính đi, hoặc là phải tăng kỹ thuật câu của bạn lên, hoặc là phải tìm cái nơi giảm đối thủ cạnh tranh xuống, người câu xuống thì tổng cầu nó sẽ lên. Vậy thì bây giờ bạn phải tìm ra nguyên nhân là tại thị trường, hay là tại mình chọn phân khúc nó không đúng với thị trường. Thì bây giờ mới ra được cái bài toán là chúng ta sửa ở đâu. Thế cái này là Huỳnh phải bàn với lại lãnh đạo cơ. Nếu mà em chỉ là nhân viên thì em không làm thay đổi được cái này. Và vai trò mà làm thay đổi cái này chính là gì ạ? Giám đốc marketing. Giám đốc marketing chính là cái người mà họ sẽ mất lên toàn bộ trải nghiệm của khách hàng để tạo ra cảm xúc của khách hàng cho đúng phân khúc khách hàng. Và họ phân tích tổng cầu, họ phân tích thói quen người dùng thì họ mới làm được cái việc này. Cho nên với vai trò là một nhân viên thì em quan tâm đến cái này rất là tốt. Nhưng cái người mà có thể hành động và thay đổi cái này thì chính là giám đốc marketing. Rồi, cảm ơn Mai Huỳnh. Và cái này em có thể cắt cái đoạn clip này để bàn với lại đồng chí marketing. Và đừng nói rằng là thầy tôi bảo, mà nghe thằng này, có thằng nó nói thế này có đúng không, anh xem giúp em với xem có đúng không, và bỏ đấy rồi kệ ông ta. Bởi vì thường là những cái thằng mà nó có tí nghề rồi, cái tôi nó rất là to, mà em chỉ cần bảo là em thấy có ông thầy em, ông nói cái này hay lắm, thì ngay lập tức nó bảo trên cuộc đời này không có thằng nào hay hơn tao hết. Vì vậy nó ném thầy vào sọt rác ngay lập tức. Nhưng mà nếu mà nói rằng là em có nghe thấy ông này, ông nói này không biết có đúng không anh nhỉ, thì có khi người ta còn xem và để người ta phán xét, còn sau đó người ta dùng hay không thì lại là việc của người ta. Rồi, cảm ơn Mai Huỳnh. Như vậy là kiến thức là một chuyện, cách mà sử dụng kiến thức là một chuyện, cách mà đưa kiến thức cho người khác để họ tiếp cận một cách nhẹ nhàng lại là chuyện khác. Cho nên chúng ta phải hiểu là từng bước một, chúng ta phải có mỗi một cái bước nó đều có những cái kỹ năng nhất định. Rồi, cảm ơn Mai Huỳnh. Rồi, máy Nhật bãi có đặt câu hỏi thế này:
Thầy ơi, em đang làm việc với một số công ty ở ngoài Bắc nhưng chưa thực sự hiểu lắm về tính cách cũng như cách làm việc của họ. Đa số là công ty cổ phần và các chủ một số công ty lớn. Em nhờ thầy chia sẻ giúp em với thầy ạ. Em cảm ơn thầy. Rồi ạ. Kính thưa anh Máy Nhật Bãi, là thực ra mà phân tích thói quen của vùng miền đều phải dựa trên tầng bậc. Nhưng nếu mà phân tích tầng bậc mà chạm vào người Bắc là họ phang chết tôi, mà bảo người Bắc thấp hơn người Nam thì người Bắc đập chết tôi, mà bảo người Nam cao hơn người Bắc, người Bắc cao hơn người Nam thì người Nam cũng đập chết tôi. Thế thành ra là tôi chỉ phân tích thế này, cho nên không dám phân tích quy luật nhé. Cái này phân tích trực diện thôi. Thứ nhất là người Bắc người ta làm việc dựa trên lý trí. Vì vậy là khi mà bạn ký hợp đồng với nhau hoặc là khi thương thảo hợp đồng, người ta dựa trên những cái lý trí rất rõ ràng. Ví dụ, hãy cho tôi biết lý do tại sao tôi mua hàng của bạn mà không phải mua hàng của anh khác. Hay là khi tuyển dụng thì bọn tôi người Bắc phải hỏi là lý do, bạn hãy cho tôi lý do để tôi sẵn sàng trả lương cho bạn 30 triệu. Ví dụ khi điêu lương chẳng hạn, bạn ấy bảo là thu nhập của em 30 triệu, thì thường là bọn tôi sẽ bảo là hãy cho tôi lý do để chỉ ra bạn xứng đáng được hưởng lương 30 triệu. Hãy cho tôi lý do là bạn đến đây bạn làm được cái gì để tôi trả cho bạn 30 triệu. Ví dụ như thế, tức là dựa trên lý trí. Nhưng mà người Nam thì dựa trên cái cảm xúc, tình nghĩa anh em. Cho nên chỉ cần quý nhau thôi là hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho nhau để làm ăn với nhau được. Nhưng mà người Bắc thì họ rất rành mạch. Cái chuyện mà ngồi trên tiệc rượu anh em là vui vẻ vậy thôi, nhưng mà khi vào chuyện làm ăn thì nó phải rất là rành mạch và bằng lý trí. Nhưng mà người Nam thì là tình thương mến thương. Anh với chú mà ngồi với nhau mà nhậu nó vui rồi thì tình thương mến thương rồi, thì là anh mà thương chú thì 9 bỏ làm 10 để tạo điều kiện cho chú nó phát triển. Thì đấy là nó khác nhau như vậy. Để rất nhiều cái khác, nhưng mà tôi muốn chỉ ra một cái khác như vậy. Cho nên khi đi làm việc với người Bắc là bạn cần phải chuẩn bị những cái bộ tài liệu, những cái chứng cứ, những cái con số để làm việc với nhau dựa trên lý trí và có phân tích, có chứng minh. Chứ không thể nào mà ra mà cầm mấy cái catalog sản phẩm, hoặc là ra mà với tay không, hoặc vài cái slide thuyết trình mà không có con số để chứng minh, thì hoặc là không có một cái văn bản gì đấy mang tính cam kết, thì bạn hoàn toàn thất bại khi làm việc với dân Bắc. Còn nếu mà làm việc với dân Nam mà lại cứng nhắc các con số, mà lại quên mất đến tình nghĩa anh em, thì như vậy là tất cả các con số đều vô nghĩa. Như vậy tôi nhắc lại, đối với người Bắc mà không có con số mà đi nhậu với nhau tình thương mến thương cũng vô nghĩa. Đối với người Nam mải mê với con số mà không tình thương mến thương với nhau trên bàn nhậu thì là vô nghĩa. Tuy nhiên bây giờ Bắc vào miền Nam cũng rất là nhiều, và Nam ra Bắc cũng rất là nhiều, thì cái độ chênh lệch về văn hóa nó cũng không còn lớn nữa. Và bắt đầu kể cả người miền Nam thì cái xu hướng họ cần số hóa, cần lý trí, bắt đầu nó cũng rất là rõ nét. Bởi vì các anh Bắc vào đấy anh ấy cũng tha hóa, anh ấy chuyển hóa cái thói quen của miền Nam cũng rất là nhiều rồi. Cho nên dần dần là nó cũng gần như đồng nhất về mặt văn hóa rồi. Rồi cảm ơn Máy Nhật Bãi. Và còn nhiều cái sâu xa hơn nữa thì anh phải tìm hiểu. Bởi vì ở đây là có cả thói quen tốt, có thói quen xấu. Cho nên nếu mà tôi nói hết ra thì không cẩn thận là mai gạch đá ném vào tôi cũng chết. Cho nên báo cáo với anh là phần còn lại anh tự tìm hiểu. Tôi đưa ra một cái thói quen cơ bản như vậy thôi. Rồi cảm ơn anh. Anh Tùng có nói thế này: bữa trước thầy có nói đời sống này chính là Niết Bàn. Vậy khi Đức Phật nhập Niết Bàn, há chẳng phải Đức Phật lại luân hồi vào đời sống này ạ? Vâng, đấy anh Tùng ơi, anh lại chấp vào chữ nghĩa rồi. Bản chất Niết Bàn nó không phải là một cái tầng bậc của vật lý, mà Niết Bàn nó là một tầng bậc ở trong tâm ta.
Vậy cứ khi nào mà tâm ta bỏ được tham sân si mạn nghi và được sống một cuộc sống an lạc. An lạc ở đây là không vui quá, cũng không buồn quá, nó khác với khoái lạc nhé. Khoái lạc, lạc tức là niềm vui, khoái là sự sung sướng. Thế thì những cái niềm vui mà nó tạo cho mình cái sự sung sướng đấy, nó tạo ra cái khoái cảm đấy, thì bản chất tất cả những cái thứ đó chúng ta đều phải vay mượn lực ở bên ngoài. Còn an lạc là cái niềm vui nó từ bên trong, tức là niềm vui từ trong tâm, thì được gọi là an lạc. Thế thì ở đây là an lạc chính là một trạng thái của Niết Bàn, vì chúng ta tự vui từ chính ở trong tâm mình. Có nghĩa là người ta bỏ được tham sân si mạn nghi thì nó chính là trong tâm mình. Vậy có phải khi ông Phật ông ấy còn sống ở chính cái cõi trần này, thì khi ông ấy chứng ngộ thành Phật, thì có phải ông đã là Phật thì ông có sống ở đây chăng nữa thì trong lòng ông ấy vẫn là Niết Bàn, mà ông có chết đi chăng nữa thì trong lòng ông ấy cũng là Niết Bàn. Chỉ có điều khi người ta bỏ được tham sân si mạn nghi thì nó không còn vô minh, và cái tâm thức của người ta nó tốt, thì như vậy người ta không luân hồi lại thành người nữa. Nhưng cái lúc mà ông ấy thành Phật rồi thì ông ấy kể cả thân xác ông ấy đang là người, nhưng mà trong cái tâm của ông ấy nó vẫn là Niết Bàn, nó vẫn là rất là vui. Cho nên bạn mới thấy là trong cái đời sống này này, mà chúng ta đang sống ở đây, tất cả chúng ta đều nhìn thấy nhau đây này, thấy rõ nhau là người đây này. Nhưng cũng có những người họ đang sống như trong địa ngục. Họ phải bị công nợ, họ giết người, họ phải đang chui rúc, họ trốn chui trốn lủi. Cũng có những người giết người phải đền tội thì đang ngồi ở trong tù, tham ô cũng đang phải ngồi ở trong tù. Vậy thì rõ ràng mặc dù sống ở trần gian này, nhưng rõ ràng đấy chính là địa ngục đối với họ mà. Có những người mà họ đối xử ác với cha mẹ, đến lúc cha mẹ mình mất đi thì cả cuộc đời còn lại họ đang sống, nó sống tràn ngập trong sự ân hận, và lúc nào cũng nghĩ về cha mẹ và cảm thấy hối hận. Vậy thì rõ ràng họ đang sống đấy, nhưng mà tâm của họ đang ở địa ngục, họ đâu có thoải mái. Hay là cũng trong đời sống này thôi, có những người mà làm một cái công ty mà họ không rời công ty ra được một vài ngày, trong khi đó nhân viên họ được đi du lịch một vài ngày là chuyện bình thường. Vậy thì rõ ràng là họ cũng là địa ngục mà. Cái doanh nghiệp đấy nó trói tâm họ lại, và doanh nghiệp chính là ngục tù của tâm họ, nhưng mà họ không biết. Vậy người ta đang nói địa ngục là địa ngục của tầng bậc của tâm bị trói lại. Ngay kể cả mình yêu con chó quá mà mình không dám đi du lịch vì sợ chó ở nhà một mình không ai chăm, thì bây giờ con chó chính là địa ngục, còn mình chính là người bị nhốt vào ngục mà mình không biết. Vậy ngục tù nó chính ở đời kiếp này mà, nó có ở đâu đâu, nó chính trong đời sống này mà. Hay là cũng có những người mà ở cái tầng gì ạ, ngạ quỷ, thì cũng là hình người đấy thôi, nhưng có những người động cái là sân lên, động cái là nhe răng ra, động cái là muốn ăn thịt người khác. Thì có phải là họ là hình người thật, nhưng rõ ràng họ đang là ngạ quỷ mà, chứ không phải là ngạ quỷ là nó có nguyên một cái tầng để toàn ngạ quỷ nó sống đâu nhé. Vậy ngạ quỷ là ngạ quỷ trong tâm mà. Vậy thì chúng ta đang nói về tầng bậc của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh, của người, của Atula, của trời, thì ở chính được kiếp sống này thôi mà. Còn chẳng qua Đức Phật thành Phật rồi thì tâm của Ngài là về tâm không, thì Ngài mất đi thì Ngài thì không phải luân hồi nữa. Mà ngay kể cả Phật, nếu Ngài muốn thì Ngài vẫn luân hồi mà, bởi vì Phật là được hóa độ vào mọi hình tướng ở trong nhân gian này để hóa độ cho chúng sinh mà. Cho nên là không có nghĩa là người ta không luân hồi
người ta thành Phật thì không, thì nhất thiết người ta không luân hồi, mà người ta vẫn có thể luân hồi để về cái trần gian này để mà phổ độ chúng sinh mà, thì vẫn được mà. Cho nên là Tuấn muốn nói là cái niết bàn ở đây là niết bàn ở trong tâm, chứ không phải là niết bàn là có hẳn một cái khoảng không vật lý để mình gọi đấy là niết bàn nhá anh Tùng nhá, không là bị chấp pháp rồi. Cảm ơn ạ. Phùng Gia có đặt câu hỏi: em chào thầy, em có một câu hỏi mong thầy cho em lời khuyên. Em là trưởng bộ phận hoàn thành ở một công ty may, công nhân và nhân viên trong bộ phận không đoàn kết, nhận thức kém. Em đã cố gắng tổ chức liên hoan, động viên họ đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, nhưng dường như họ không nghe và còn làm ngược lại. Khi em cố gắng chỉ cho họ cách làm mới để hiệu quả hơn nhưng họ kêu khó và không làm. Cấp trên thì chỉ có yêu cầu chứ không hỗ trợ. 9 tháng trôi qua mà không hiệu quả nên em bỏ việc. Như vậy có phải năng lực của em chưa tốt không ạ? Rồi ạ, cảm ơn Phùng Gia. Thì thưa bạn thế này, trước tiên thì tôi nói về cái từ văn hóa đó. Cái từ văn hóa trong doanh nghiệp, văn là văn bản. Thì trong một cái văn bản nó có cái nội dung tư tưởng của văn bản. Thì cái nội dung tư tưởng trong văn bản là do tư tưởng của ông đứng đầu, ông ấy bơm vào. Thế từ cái văn đó thì nó thành hóa, tức là nó chuyển hóa toàn bộ tư tưởng của ông sếp, của ông đứng đầu ấy, đến với cái cấp tiếp theo, rồi cấp tiếp theo lại chuyển hóa đến cấp tiếp theo. Như vậy khi nó chuyển hóa và nó tư tưởng của ông chủ nó chuyển vào văn bản, xong văn bản chuyển hóa vào thành thói quen và hành vi của từng cán bộ nhân viên, thì lúc đấy trong doanh nghiệp được gọi là văn hóa. Vậy việc số 1 đó, để có được văn hóa thì người đứng đầu phải có đúng văn hóa đấy. Ví dụ trong công ty này là có văn hóa đoàn kết, thì ông chủ ấy, cái người đứng đầu ấy, thì phải có cái văn hóa đoàn kết đầu tiên. Còn ông đấy là chuyên môn gây sự và chia rẽ thì ở dưới không thể nào có cái văn hóa ấy được. Và ở đây trong doanh nghiệp cái văn hóa nó tương tự như cái tháp rượu vang trong cái ngày lễ cưới vậy. Nếu bạn rót vào cái ly đầu tiên, ly trên cùng đấy mà là nước lọc, thì bạn đừng hy vọng rằng ly ở dưới là rượu vang. Chỉ khi nào ở trên mà có rượu vang thì ở dưới mới có cơ hội được rượu vang tràn xuống cái ly ở dưới. Cho nên lãnh đạo nào thì văn hóa đó. Vậy ở đây là bạn thì chỉ là trưởng một bộ phận hoàn thành thôi, và bạn chỉ ngang hàng với các bộ phận sản xuất khác. Thế thành ra bạn là ly rượu vang ở ngang ly rượu vang của họ. Bạn không tài nào mà xẻ được rượu vang bên bạn sang bên của họ được, mà chỉ có cấp trên với rót được rượu vang từ ly của họ xuống những ly ở dưới mà thôi. Hãy tưởng tượng như tháp rượu vang vậy. Vậy bạn không thể là người thay đổi văn hóa của doanh nghiệp bạn được, mà phải là người cấp trên. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải thấu hiểu được cấp trên. Có thể họ đang nhìn thấy sự mất đoàn kết trong các bộ phận, và chắc chắn họ nhìn thấy chưa hiệu quả. Nhưng có khi họ không phải là người bất tài, mà vì họ còn có 10 việc phải làm, và việc mà đoàn kết cái khối sản xuất đấy có khi lại là việc ưu tiên thứ 5 chẳng hạn. Còn 4 việc trước đó họ phải ưu tiên giải quyết việc nọ việc kia đối với họ là quan trọng hơn, chứ chưa chắc đã phải họ là bất tài, mà họ chọn thời điểm khác họ sẽ giải quyết vấn đề đó. Nhưng nhiều khi các bạn mà ở cấp trưởng phòng thì các bạn xin lỗi dùng cái từ là vô minh, hoặc là nói bệnh một tí nữa gọi là dùng từ ngu, thì cứ bảo thằng cấp trên nó ngu, vấn đề như vậy mà nó không đi giải quyết. Thực ra nó không có ngu, mà nó biết rằng có 10 vấn đề, thì vấn đề mà đang, cái vấn đề mà cái anh cấp trung đang muốn ấy, có khi nó lại là vấn đề thứ 5, thứ 6 trong xếp thứ tự ưu tiên của họ cơ. Vì họ cầm đầu một doanh nghiệp, nó có rất nhiều việc ngầm bên trong mà họ không tài nào chia sẻ với anh em được.
Chứ còn thằng nào đầu tư doanh nghiệp mà không hiệu quả, mà nó chẳng muốn hiệu quả hơn, nhưng chẳng qua nó chưa phải tính thời điểm để nó giải quyết việc đó. Vậy cho nên khi làm cấp trung cho một doanh nghiệp, họ mất tiền, họ còn chưa sót. Mình đi làm thuê thì gắng làm thật tốt cái phần việc của mình, tốt nhất cái phần việc của mình, và kiên trì. Rất nhiều anh làm cấp trung chỉ thấy có một vài vấn đề ở trong công ty mà anh bất mãn vì chưa được giải quyết, thì có khi 1-2 tháng anh đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi. Nhưng thực ra đấy không phải là ông chủ ngu, mà đấy là mình ngu vì mình không tĩnh để mình chờ ông chủ giải quyết được, vì ông còn vài việc quan trọng hơn. Cho nên tôi mới có một học trò mới gọi điện cho tôi mới bảo: thầy ơi, cho em xin về làm việc với thầy. Tôi hỏi tại sao. Cậu bảo nói thật với thầy là từ ngày em làm với thầy xong em đi làm chỗ khác thì em gặp toàn thằng chủ ngu thôi, và em chán lắm, em chỉ muốn về làm việc với thầy thì nó hợp hơn. Tôi bảo là bạn chuyển mấy chỗ rồi. Bảo em chuyển 6 chỗ rồi. Như vậy trong 1 năm rưỡi bạn chuyển 6 chỗ thì suy ra mỗi chỗ bạn làm được khoảng 3 tháng. Thế thì tôi hỏi là những chỗ bạn chuyển đi thì bây giờ doanh nghiệp nó còn sống không? Bạn ấy bảo nó còn sống, nó vẫn ổn ạ. Thì tôi bảo như vậy thì chính bạn là thằng bất ổn. Chứ còn khi bạn rời đi doanh nghiệp nó vẫn ổn mà, thì bạn phải xem lại sự bất ổn trong con người bạn. Có như vậy thì bạn mới ổn được cuộc đời, chứ không phải lỗi tại chủ doanh nghiệp. Những thứ mà bạn nhìn thấy, ông chủ cũng nhìn thấy, chẳng qua chưa phải tính thời điểm họ giải quyết, nhưng bạn đã sớm bất mãn, tức là trong lòng bạn không được ổn. Vậy thì ở đây thầy cũng không muốn nói là Phùng Gia đúng hay sai, vì thầy không có biết hoàn cảnh cụ thể, nhưng thầy chỉ đưa ra quy luật như vậy thôi. Thì thầy nghĩ là nếu thật sự mà việc nó mất đoàn kết ở trong một thời gian ngắn, vài tháng mà bạn đã rời bỏ công ty đi, thì chính mình là người bất ổn. Còn nếu cái sự bất ổn của công ty nó kéo dài đến 4-5 năm mà công ty họ vẫn ổn, cái công việc của mình và thu nhập của mình vẫn ổn, thì rõ ràng công ty ấy ổn. Chứ còn thầy nói với Phùng Gia rằng em có vào bất cứ công ty nào thì công ty nào cũng có sự bất ổn, vì chẳng lúc nào công ty ổn hết được cả. Trong đời sống này, bất cứ một thời khắc nào con người của chúng ta đều có vấn đề, vì chẳng lúc nào hết vấn đề cả. Vì nếu hết vấn đề này thì nó lại xuất hiện vấn đề khác, đương nhiên nó sẽ xảy ra như vậy. Và trong công ty cũng vậy, bạn giải quyết được bất ổn này thì nó lại xuất hiện bất ổn khác. Đến mức độ công ty nó hết tất cả các bất ổn rồi, thì bất ổn là của ông sếp bảo là bất ổn là vì chúng ta chưa tăng được doanh thu nó nhanh như kỳ vọng. Đấy, bạn thấy đấy, lúc nào nó chả có sự bất ổn. Và điều quan trọng nhất, chúng ta ổn và chúng ta thích nghi với sự bất ổn. Vậy có 3 việc bạn phải xem lại. Việc số 1, công ty đấy họ vẫn sống ổn. Thứ hai, công việc và đời sống của mình vẫn ổn, thì chắc chắn rằng cái mà bạn nhìn thấy bất ổn nó không phải là bất ổn, thì cách mà bạn phải làm đó là thích nghi với sự bất ổn. Tôi nhắc lại những bạn đi làm, vì tôi cũng là thằng đi làm thuê rồi, xong rồi cũng may mắn được làm chủ rồi, thì tôi rất hiểu cái tâm tư tình cảm của các bạn. Thực ra các bạn rất trách nhiệm với công ty thì bạn mới làm thế nhé, chứ không phải bạn là người xấu, bạn rất là tốt. Nhưng cái tốt thì cần phải hiểu trong một cái tầm nhìn rộng hơn, thì bây giờ chúng ta đỡ bị mắc phải căn bệnh mà sai lầm vì cái sự bất ổn của mình. Rồi ạ, cảm ơn, chúc bạn hạnh phúc. Và dù sao thì bạn đã nghỉ rồi, thì tôi hy vọng rằng là bạn sẽ tìm được một môi trường ổn trong sự bất ổn. Rồi, cảm ơn bạn. Vâng, Vương Dinh có đặt câu hỏi: thầy ơi, cho em hỏi cách chấp pháp
các quy luật lại được không ạ? Rồi, cảm ơn bạn. Tôi lấy một cái ví dụ như thế này để bạn dễ hình dung. Bất cứ một cái gì cũng đều có hệ tư tưởng. Tôi lấy ví dụ, hệ tư tưởng của doanh nghiệp là sứ mệnh. Sứ mệnh của doanh nghiệp là sinh ra để tạo ra cảm xúc gì đó cho khách hàng. Tôi lấy ví dụ, tôi lấy một ví dụ là một công ty nào đó họ ra một sứ mệnh thế này: tạo ra niềm tự hào cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Như vậy, tạo ra niềm tự hào cho khách hàng là gốc. Bằng khi họ sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp thì sản phẩm của doanh nghiệp là pháp. Như vậy khi bạn đặt, bạn hỏi bất cứ cái gì, bạn đều nói bạn phải phân biệt ngay được đâu là đích, đâu là pháp. Tạo ra niềm tự hào cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Vậy tạo ra niềm tự hào là đích, và bằng sản phẩm của doanh nghiệp là pháp. Vậy khi đó đích sẽ là cố định, tức là khách hàng họ sử dụng sản phẩm của mình, họ tự hào là cố định. Vậy thì các sản phẩm nó sẽ biến thiên theo thời gian, miễn là làm họ tự hào. Đấy, cho nên như anh Vượng, anh ấy bán nhà của Tham City thì anh nào sở hữu nhà của anh Vượng cũng tự hào. Anh nào sở hữu nhà Royal City cũng tự hào. Anh nào mua được cái ô tô của anh VinFast của anh Vượng cũng tự hào. Vậy thì ai mà mua sản phẩm của bác Vượng mà cũng tự hào thì có nghĩa là bác đã tạo ra được một cái thương hiệu là gì ạ? Sản phẩm của Vin là sản phẩm cao cấp. Như vậy, đấy chính là tư tưởng của doanh nghiệp. Thế còn sản phẩm nó chỉ là pháp. Vậy thì nay có thể Royal City có siêu thị ở trong lòng đất. Nay là Vin City thì có Tham City thì có nhạc nước. Nay là Ocean Park City, Ocean City, Ocean gì đấy thì có đại dương. Ngày kia thì có cái tòa nhà trong Sài Gòn thì là cao nhất. Ví dụ như vậy. Thì như vậy người ta tạo ra điểm nhấn để cho mình tự hào. Vậy thì rõ ràng các pháp sẽ biến động liên tục và đích thì là cố định. Và nếu như chúng ta bị chấp vào cái việc là năm ngoái mình làm Royal City và có siêu thị trong lòng đất và chúng ta đã bán rất là tốt, thì lần này bất động sản thứ hai của ta cũng có siêu thị trong lòng đất và phát sau có khi lại không bán được nữa, thì như vậy chúng ta bị dính vào câu chuyện chấp pháp. Vì pháp được biến đổi, vì pháp để thỏa mãn lòng người. Vì vậy lòng người, nhu cầu của lòng người, của phân khúc khách hàng họ không thay đổi, nhưng pháp thì nó sẽ biến động. Cho nên như vậy được gọi là chấp pháp. Hay là tôi lấy ví dụ, bạn tạo ra cái kính chẳng hạn, thì bạn bảo là giúp cho người già, ví dụ như tôi chẳng hạn, đọc một cách dễ dàng, đúng không? Đọc một cách dễ dàng. Như vậy là đơn vị giúp cho người già đọc một cách dễ dàng bằng các phương tiện trợ lực về thị giác. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thì cái trợ lực về thị giác là cái phương tiện, còn giúp cho người già đọc một cách dễ dàng thì là mục đích. Vậy thì bây giờ nó là kính, hay nó là một cái chồng, hay là nay mai nó là một cái khỉ gió gì cũng được, miễn nó là một cái pháp và giúp cho người già đọc một cách dễ dàng. Vậy thì cái pháp này nó có thể thay đổi liên tục, nhưng cái đích thì không thay đổi. Bạn có ý dung không ạ? Vậy thì vạn pháp có thể thay đổi, nhưng tư tưởng của pháp là không thay đổi. Thì như vậy gọi là không chấp pháp. Hay là resort cũng vậy. Cái resort chúng ta nhìn thấy thì nó là hình tướng của resort, nhưng mỗi resort nó có một cái tư tưởng khác nhau. Ví dụ resort mang lại sự an lạc cho người, tạo ra một cái an lạc cho khách hàng sau một kỳ nghỉ, thì cái phong cách của cái resort đấy nó khác.
và cái an lạc cho khách hàng xong trong sau một kỳ nghỉ, thì đó là tư tưởng của resort. Nhưng cái pháp ở trong đó nó có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ bây giờ là mọi người có thể là thích đạo Phật, thì để phong cách đạo Phật thì đến đấy mọi người ngồi thì cảm thấy an lạc. Và một ngày nào đó mọi người còn không thích đạo Phật nữa, mọi người vào chỗ đấy là một bãi đất cỏ trống, thì đó là an lạc. Thì đấy, lúc bây giờ pháp của chúng ta là bãi cỏ trống. Sau này trẻ con nó bảo muốn an lạc thì phải có nhiều cái khu vui chơi thì nó mới an lạc. Thì khu vui chơi có khi lại tạo ra an lạc. Vậy thì khu vui chơi hay là chỗ ngồi thiền hay là một bãi cỏ chăng nữa, nó chỉ là pháp. Nhưng nó phải phù hợp với độ tuổi và phù hợp với thời điểm lịch sử, thì nó mới tạo ra cái sự an lạc. Thì cái đó gọi là pháp. Thì pháp nó sẽ biến động. Và cái người đứng đầu một doanh nghiệp thì cầm cái gì ạ? Cầm tư tưởng. Còn pháp nó sẽ biến động. Đấy. Hay là tôi lấy ví dụ thế này. Nếu tư tưởng của Đảng là một đất nước do dân vì dân, thì mọi cái pháp ngày hôm nay là luật này, mai là luật khác, nhưng mọi cái luật nó có thể thay đổi, nhưng cái đích cuối cùng đều là do dân vì dân. Thì cái do dân và vì dân là cái mà được nắm giữ, nó không bị, nó bất biến. Nhưng còn cái luật pháp thì nó có thể thay đổi, nhưng cuối cùng đích đến đều là do dân vì dân. Vậy luật có thể thay đổi, nhưng tư tưởng của luật là không thay đổi. Và nếu mà thay đổi luật mà bạn bảo là luật năm ngoái nó khác, năm nay nó khác, thì như vậy bạn mới là người chấp pháp. Hay trong doanh nghiệp thì sứ mệnh là không thay đổi, nhưng cơ cấu tổ chức có thể thay đổi, trải nghiệm khách hàng có thể thay đổi, sản phẩm có thể thay đổi, cách quản trị có thể thay đổi, mô hình kinh doanh có thể thay đổi, mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng tư tưởng của doanh nghiệp là không thay đổi. Thì như vậy vạn pháp nó đều biến động từng ngày từng ngày. Và nhân viên thì thấy doanh nghiệp mà thay đổi thì doanh nghiệp bảo là gì? Nhân viên bảo là gì ạ? Công ty này thay đổi luôn xoành xoạch. Không phải, họ không chấp pháp nên họ mới thay đổi luôn xoành xoạch. Và chính những doanh nghiệp thay đổi luôn xoành xoạch thì doanh nghiệp đó mới là doanh nghiệp thành công, vì pháp nó biến động hàng ngày. Còn những doanh nghiệp nào mà pháp mà không biến động, tức là sản phẩm cũng không biến động, con người cũng không biến động, cách làm cũng không biến động, tức là cách đây 10 năm vẫn pháp đấy, bây giờ vẫn pháp đấy, thì công ty đấy mà tồn tại được quá 20 năm thì là chuyện quá lạ. Như vậy pháp nó sẽ thay đổi, nhưng tư tưởng của doanh nghiệp sẽ giữ lại. Và kẻ nào muốn giữ lại cả pháp sau 20 năm thì tư tưởng còn nguyên và tất cả các pháp còn nguyên. Nhìn lại vẫn đám người cũ, nhìn lại vẫn cách làm cũ, nhìn lại vẫn sản phẩm cũ mà công ty ấy sống được, ấy mới là chuyện lạ. Rồi cảm ơn Vương Đình và hy vọng Vương Đinh thì hy vọng rằng là bạn có thể hiểu được cái từ chấp pháp để dùng một cách linh hoạt trong đời sống. Rồi cảm ơn bạn. Và muốn hiểu sâu hơn nữa và không bị chấp pháp thì kính mời các anh đăng ký cái khóa tu thiền. Tôi gọi là tu thiền thôi, nhưng mà bản chất là dạy là 3 tầng. Một là pháp của Phật, hai là cách sử dụng pháp Phật, và ba là cơ chế nào mà ông Phật lại ra được cái pháp đó. 3 tầng nhé. Một là hiểu được pháp của ông Phật theo một cái tính hệ thống, tính hệ thống luôn đấy, từ gốc đến ngọn. Đâu là pháp gốc, đâu là pháp cành lá, đâu là mấy cái pháp mà các anh cắm thêm râu ria vào đấy. Rồi hai là cách dùng pháp, và ba là cơ chế nào trong đầu ông Phật ông lại ra được pháp được. Cũng giống như kiểu là Tuấn trả lời thế này á, là mọi người hiểu được câu trả lời là mới gì ạ? Hiểu được pháp, biết ứng dụng câu trả lời trong đời sống của mình thì gọi là biết sử dụng pháp. Nhưng hiểu được trong đầu thằng Tuấn nó nghĩ cái gì mà nó lại trả lời được như vậy thì nó gọi là cơ chế ra đòn, thì nó từ tư tưởng nó đi ra đấy. Thế cho nên là nếu mà bạn hiểu được bớt chấp pháp thì có thể đến cái khóa mà chia sẻ về thiền và hiểu về đạo Phật. Tôi phải làm đến 3 ngày
Mà khóa này là khóa free, thầy không có ăn uống hốc hiếc gì đâu nhé. Cái này là thực sự là lan tỏa. Cho nên là đăng ký, nhưng mà hình đâu là hết suất rồi sao, vào ngày 26 đến ngày 28. Thì anh nào đi thêm thì tôi có bảo anh Nam là phải thuê thêm nhà nghỉ bên ngoài để làm, chứ sợ đông quá thì không có chỗ nghỉ. Đấy thì anh em nào mà muốn đăng ký thì sau liên hệ với anh Nam. Rồi cảm ơn câu hỏi của Vương Đình. Và hy vọng là bạn hết chấp pháp. Mà ngày nào hết chấp pháp là cuộc đời nó an lạc lắm. Nó xảy ra chuyện gì cũng như không à, miễn là tư tưởng nó chuẩn là được. Rồi cảm ơn bạn. Lương Văn Minh nó đặt câu hỏi: thầy ơi, cho em hỏi là làm sao để tâm ta luôn nhẹ nhàng và thông suốt ạ? Vâng, thưa bạn, muốn tâm nhẹ nhàng và thông suốt thì là tâm, nói đến từ nhẹ nhàng thì tâm của mình nó có 5 cái cục, nó như là cái quả bóng hydro ấy. Tâm nó là quả bóng hydro và nó 5 cái cục nó bâu vào, là cục tham, cục sân, cục si, cục mạn, cục nghi. Nếu ai mà có cái cục đấy nó nhẹ thì quả bóng nó bay cao hơn, tức là tâm nó nhẹ nhàng. Còn ai mà có cái cục nó nặng thì cuộc sống này nó như địa ngục ấy, nó nặng như chì vậy. Vậy thì muốn cho tâm mình nhẹ nhàng và thông suốt thì bớt tham sân si mạn nghi đi. Vậy hành động trong đời sống làm thế nào bớt được tham sân si mạn nghi, thì tôi vẽ cho bạn một cái chu trình để bạn hình dung ra toàn bộ cái hành vi mà mình nó xảy ra trong đời sống nhé. Cảm xúc của bạn, đầu tiên ta bàn về cảm xúc của bạn đó. Trong cuộc sống này chúng ta có những cái cảm xúc sau: sướng, đúng không? Sướng. Đầu tiên là cảm xúc đầu tiên là yêu. Yêu tức là nó như máu thịt của mình rồi. Yêu đồ vật, yêu tiền bạc, yêu con người. Cái gì mà đến cái chừng mực độ yêu thì nó như máu thịt của mình rồi. Yêu cái xe máy, yêu cái ô tô. Mẹ xước da của mình không đau mà xước sơn ô tô thấy người đau. Đấy, tức là nó đến mức độ yêu đến mức độ như vậy. Chừng mực của yêu. Chừng mực thứ hai là chừng mực của sướng. Sướng là sướng một lúc tạm thời rồi, xong đến lúc hết sướng tỉnh ra bỏ chết rồi, anh xin lỗi. Đấy thì trường hợp đấy là sướng. Trường hợp thứ ba là thích. Trường hợp thứ tư là bình thường. Trạng thái thứ năm là lo lắng, tức là thấy biết vấn đề của mình và mình hơi lo. Thứ sáu là cảm thấy bồn chồn, hồi hộp. Đấy. Thứ bảy là sợ hãi. Đấy, nó có những cái trạng thái của cái cảm xúc của chúng ta như vậy. Vậy thì cái cảm xúc này là do cái gì nó chi phối và tạo ra cảm xúc của con người chúng ta? Do toàn bộ tâm tham, sân, si, mạn, nghi của mình nó tạo ra cảm xúc. Ví dụ tôi tham tiền thì tôi vớ được tiền là tôi vui luôn. Nhưng ông không tham tiền thì ông vớ được tiền thì ông cũng vui, nhưng mà vui bình thường thôi. Tức là trạng thái nó khác nhau. Vậy cùng một hành vi, cùng một vấn đề nó đối đãi với chúng ta, cùng một hoàn cảnh nó đối đãi với chúng ta, thì do tâm người khác nhau mà niềm vui, nỗi buồn của con người là khác nhau. Nếu anh si mê tình ái quá thì chia tay thì anh rơi vào trạng thái buồn thê thảm. Nhưng anh nào ít si mê tình ái thì khi chia tay thậm chí anh còn cảm thấy vui cơ mà, đúng không? Cho nên là cùng một cái đối cảnh như nhau thì mức độ cái tâm tham sân si mạn nghi khác nhau thì cái cảm xúc sẽ khác nhau. Như vậy tâm nó tạo ra cảm xúc. Rồi bây giờ chúng ta lại đặt câu hỏi: cảm xúc nó tạo ra cái gì? Thì thưa bạn, cảm xúc nó điều khiển toàn bộ hệ thống hormone và enzyme trong cơ thể ta, để nó thay đổi toàn bộ nhịp tim. Rõ ràng tim của chúng ta không thể điều khiển được nhé. Chúng ta không hề điều khiển được tim ta, nhịp tim của ta, mặc dù nó là của ta, nhưng ta đâu có điều khiển được nó đâu, đúng không? Mặc dù ta là của ta, nhưng nhiều lúc vui nên mình có kiểm soát được đâu. Vì thằng tâm nó là gốc mà, xong nó đẩy ra thành cảm xúc. Cảm xúc nó mới điều khiển toàn bộ hệ thống hormone và enzyme.
để thay đổi nhịp tim. Cho nên tôi đố anh nào mà ngủ với vợ mà nên đỉnh mà không thở đấy. Mà ngược lại tôi đố cô nào nên đỉnh mà không thở đấy. Mà hoặc là cô nào mà giữ được nhịp thở mà lên được đỉnh đấy. Đấy, nó bị điều khiển, tức là cảm xúc nó điều khiển toàn bộ hệ thống hormone. Hệ thống hormone nó điều khiển nhịp tim, và nhịp tim thì đương nhiên nó điều khiển nhịp thở. Cho nên khi mà chú xảy ra cảm xúc chuẩn bị là đánh nhau, nó bồi hồi, nó hồi hộp, tim đập ngay không? Đấy, thì như vậy nó sinh ra cái nhịp thở của chúng ta. Nó gọi là khí trong người. Và nhịp thở nó lại điều khiển cái gì? Nhịp thở nó điều khiển toàn bộ hệ thống neuron thần kinh ở não, để nó liên kết hệ thống neuron ở não để tạo nên cái sự trí tuệ. Và trí tuệ thì điều khiển cái gì? Trí tuệ nó lại soi cho tâm, để nó điều khiển tâm có nên tham hay không tham, có nên si hay không si. Đấy, như vậy tôi vẽ một vòng tròn để mọi người tưởng tượng nhé. Tâm tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra toàn bộ hệ thống enzyme hormone trong cơ thể. Hệ thống enzyme hormone trong cơ thể nó điều khiển nhịp tim, nhịp tim nó điều khiển hơi thở, hơi thở nó điều khiển trí tuệ, và trí tuệ nó lại soi sáng lại tâm, tâm lại chuyển đổi thành cảm xúc. Như vậy nó là một vòng tròn. Vậy trong vòng tròn đó, hỏi con người mình tác động được vào đâu? Tâm mình có tác động được không? Mình có thay đổi được tâm mình ngay lập tức không? Thưa không. Mình cứ bảo là lý thuyết bảo thôi bây giờ không báo gái nữa, nhưng nói vậy thôi nó tụt hẳn ra rồi, thì mình vừa hứa với mình xong nó lại nước chảy bèo trôi mà lại tặc lưỡi, thôi cố lần nữa thôi. Thì đố ông sửa được tâm ông ngay lập tức đấy. Không sửa được. Mà tâm không sửa được là cảm xúc tự động nó xuất hiện. Tôi đố ông nào máu gái mà nhìn thấy gái nó tụt ra mà không cảm xúc đấy. Nó tự động nó đến đây nhá. Đấy. Chứ không cần phải ai điều khiển, là tự nhiên nó vậy thôi. Nhưng mà cảm xúc mà nó lên, tôi đố ông nào điều khiển được nhịp tim đấy, tự nó điều khiển nhịp tim mình ngay. Nó điều khiển nó hormone, hormone điều khiển nhịp tim ngay. Mà tim nó ra thì nó đẩy nhịp thở, nhịp thở lại đè não. Vậy thứ duy nhất trong bằng đấy vòng tròn đó là hơi thở. Chúng ta có quyền điều tiết được hơi thở. Chính vì vậy mà khi anh em hồi hộp quá, mọi người hay gì ạ? Hít thở một hơi thật sâu, tĩnh lại một cái, thì ngay lập tức trí tuệ của mình nó về và bắt đầu lựa chọn nó thông minh hơn. Khi bạn gì ạ? Vui quá, bạn chỉ cần hít thở sâu vào, bạn tĩnh một cái thì bạn trở về trạng thái tĩnh ngay lập tức. Khi bạn buồn quá, bạn chỉ cần tập hít thở đều thôi thì toàn bộ cái cảm xúc ấy nó được giải phóng, nó bay biến đi. Vì vậy hơi thở là cắt đứt một cái vòng luân hồi đó, và từ từ tâm của chúng ta sẽ được gột rửa. Có nghĩa là làm nhẹ tâm và quay trở lại. Lương Văn Minh có đặt câu hỏi: thầy ơi, cho em hỏi là làm sao để tâm ta luôn nhẹ nhàng và thông suốt ạ? Hãy tỉnh giác điều khiển hơi thở của bạn trong mỗi thời khắc có sự bất thường về cảm xúc và nhịp thở. Rồi từ từ bạn cứ lao động, cần cù lao động, lắng nghe, sửa chữa, rút kinh nghiệm và sửa trong từng hơi thở của mình để trí tuệ sáng suốt hơn, để lựa chọn trong từng hành vi, trong từng thời khắc. Tôi tin tâm của bạn dần sửa được và nó nhẹ nhàng. Vì vậy trong thiền có một phần thiền là điều khiển hơi thở, trong yoga cũng vậy, và rất nhiều môn ngày nay họ tập trung và họ điều khiển hơi thở đã giúp cho cơ thể trở nên khỏe mạnh và có sự thông thái nhất định. Tuy nhiên đây là một giải pháp tạm thời chứ không phải là một giải pháp căn cơ. Trong giải pháp căn cơ phải đánh thẳng vào thằng tâm, mà đánh thẳng vào thằng tâm thì phải dính vào thiền tứ niệm xứ. Mà biết muốn hiểu về thiền tứ niệm xứ thì phải bóc lớp nó ra,
là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Mà muốn hiểu sâu về tứ niệm xứ thì phải hiểu về tứ diệu đế. Rồi nếu có thời gian chúng ta sẽ chia sẻ với nhau sâu hơn chuyện đó, để ngày làm cho trí tuệ của chúng ta minh triết và làm giảm cái tâm tham sân si mạn nghi đi. Như Đức Phật dạy, Đức Phật nói, trong thiền tôi không thấy gì cả. Còn bất cứ ai trong thiền mà thấy cái gì, đó là tà đạo. Đức Phật nói rằng trong thiền tôi không thấy gì cả. Tôi chỉ biết khi xả thiền là tôi bỏ được tham sân si mạn nghi đi, tâm nó được giải thoát. Thì đó là chính đạo. Còn cứ bảo trong thiền mà thấy bất cứ cái gì đó và thấy mình ngạo mạn hơn, thấy mình sân si hơn, thì đó đích thực là tà đạo. Rất nhiều người hỏi Tuấn là thế nào gọi là chánh đạo, thế nào là tà đạo. Chánh đạo hay tà đạo chúng ta không cần phải phân biệt. Chúng ta chỉ cần biết tư tưởng là nếu chúng ta dùng chúng vào mà ta bỏ được tham sân si mạn nghi đi, cuộc sống của chúng ta an lạc hơn, thì ắt đó là chánh đạo. Còn nếu mà dùng chúng vào mà chúng ta lại tham sân si mạn nghi nhiều hơn, đi chùa nhiều hơn nhưng mà lại về mắng con cháu nhiều hơn, đi thiền xong về thì ức chế tâm chửi con cháu nhiều hơn, ắt đó là tà đạo. Cho nên là không có chánh, không có tà. Quan trọng là tư tưởng của mình ngày một an lạc và tâm của mình được giải thoát. Đó chính là chánh đạo. Cho nên là có những giải pháp căn cơ, có những giải pháp tạm thời. Sử dụng hơi thở là tạm thời, để sử dụng thiền tứ niệm xứ, hiểu về tứ diệu đế, thì đó là những giải pháp căn cơ. Và có cái giải pháp căn cơ thì tôi không có thời gian để chia sẻ. Và nếu mà các anh chị mà muốn nghe cái chuyện này thì chúng ta phải đi đủ 3 ngày thì chúng ta mới hiểu được. Vì vậy là nếu căn cơ thì chúng ta phải gặp nhau một dịp khác. Rồi cảm ơn Lương Văn Minh.